Sau đây là một thông tin vui đối với ngành y và cũng là một kỳ tích mới trong cứu chữa bệnh nhân nặng. Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một phụ nữ bị sốc phản vệ, suy đa phủ tạng, đặc biệt là chị ngừng tim đã tới 5 ngày. Đây là một ca bệnh thành công hiếm gặp của y học nước ta cũng như trên thế giới. Và chiều nay, bệnh nhân này đã được ra viện trong sự vui mừng của gia đình cũng như là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ ngành y tế. Những quyển bệnh án này không phải là của nhiều người hay của cả khoa bệnh, mà là của riêng bệnh nhân Mai Thị Liễu, 34 tuổi, ở Tuyên Quang. Điều trị dài ngày, phải sử dụng đến nhiều kỹ thuật phức tạp, nên một hai quyển bệnh án là không đủ đối với chị. Chị Liễu được chẩn đoán loét dạ dày, có chỉ định dùng hỗn hợp thuốc chống vi khuẩn HP. Sau khi uống, chị có biểu hiện dị ứng như đỏ da, phù mặt, bồn chồn, khó chịu, được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ khám với chẩn đoán phản vệ dẫn tới hôn mê, co giật, suy hô hấp nặng và ngừng tuần hoàn. Mình ngồi trên xe nhưng thực sự đầu chỉ muốn là phóng về phía trước xe thôi. Nghĩ là con mình chắc là chết, về Hà Nội chắc là chết chứ không nghĩ là sống. Khi chuyển về đến Bệnh viện Bạch Mai, nhịp tim của bệnh nhân giảm dần và ngừng đập. Lật những trang bệnh án, bất cứ bác sĩ nào cũng bất ngờ khi đến phần điện tâm đồ. Không thấy hoạt động điện học của tim là tình trạng của bệnh nhân trong 5 ngày liền. Điều này có nghĩa tim của bệnh nhân không đập trong 5 ngày. Bệnh nhân sống nhờ hệ thống tim phổi nhân tạo, ECMO. Đã có nhiều ca bệnh nặng được cứu sống nhờ kỹ thuật hiện đại này, nhưng khi đó, tim bệnh nhân vẫn đập hoặc thoi thóp. Đây là trường hợp bệnh nhân đầu tiên tim không đập trong 5 ngày liền. Trong gần khoảng 40 năm làm việc, tôi mới gặp trường hợp như vậy là đầu tiên. Đó là những thật, chưa trường hợp nào mà ngừng tim 5 ngày. Chúng tôi đã cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân đến 2 giờ bằng tay thôi, nhưng mà bệnh nhân vẫn sống và sinh hoạt trở lại bình thường. Chúng tôi cũng rất là mừng, nhưng chưa thấy bệnh nhân nào mà tim nó không làm việc tới 5 ngày. Đến ngày thứ 6, một chút hy vọng lóe lên khi tim bắt đầu hoạt động trở lại. Ngày thứ 25, nhờ các biện pháp hồi sức tích cực, bệnh nhân đã tự đi lại được, không phải thở oxy. Với chị Liễu, được gặp lại gia đình, nhất là hai đứa con thơ, chẳng khác nào một giấc mơ. Với hoàn cảnh của em ấy thì là em đã không biết gì nữa rồi. Giờ này thì chắc là em nằm dưới đất rồi đấy. Con như này cô mừng. Chả biết nói gì, chỉ biết cảm ơn tất cả các bác sĩ ở Hà Nội. Cùng với kỳ tích cứu sống bệnh nhân ngừng tim 5 ngày, Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa cứu sống một nam bệnh nhân 62 tuổi, hôn mê do nhồi máu não cấp, đái tháo đường tăng áp lực thẩm thấu, viêm tụy cấp biến chứng suy đa tạng, bằng các biện pháp hồi sức tích cực hiện đại nhất như lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt để bảo vệ não, đặt nội khí quản, thở máy.